Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6. Chỗ đằng kia bán bánh kìa, bán bánh kìa. Bánh gì đó. Thấy đông. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng 12 giờ 15 phút trưa ngày 7 tháng 9 2024 nha. Trên đường ghé qua đây Phạm Văn Chí. Wow, theo bán bánh bột nè, mì xào nè, bánh ít chừng nè, với xôi. Vậy là một cái bánh bột ở dưới ha, một cái bánh ít chừng với lại một hộp xôi, mỗi thứ là 22.000 hả Di? Rồi, có 22.000. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ hả Di? 6 giờ rưỡi tới 4 giờ chiều. Còn tôi dành mình còn khoảng ha Di? Mình còn khoảng đúng không ạ? Một xôi nha, lộ này á, uống mì nha. Đúng rồi, một xôi, một bánh chần, một bánh bột. Ngon à. Dạ rồi đi. Để em uống nhiên thầy. Xôi, xôi. Xôi, ít là thượng, ít là thượng nó bỏ nó dính ra. Uống cho tâm hồn phải không? Không có cho tâm hồn phải không? Qua lên xong hả em? Dạ rồi, qua lên xong rồi. Vậy là 66.000 ha? Dạ đúng rồi, một phần. Dạ rồi, để em xíu. Cái này mấy hòa đây? Chỉ số nhà ở đây là 257-259 Phạm Văn Chí các bạn nha. Quận 6, bán được 9 năm rồi à, người quản. Rồi, mang về ăn thôi. Đông vui ghê rồi. 257-259 Phạm Văn Chí. Rồi ở đây tất cả là ba hộp các bạn ha, bánh ít chần rồi bánh bột rồi xôi. Mở ra anh Tâm, mở luôn biết không, mở ra được. Một hộp 22.000 đồng, đây chính là phần xôi nè. Rồi bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Quá trời, 22.000 đồng mà nhiêu vậy nè. Đó, lập xưởng quá trời. Đó, lập xưởng nè, cải xà bấu nè, tôm khô nè, tôm khô nè, rồi đậu phộng nè, quá trời. Để chụp cái hình nữa. Rồi đừng, đừng. Rồi, rồi bỏ xuống. Đây chính là bánh ít chần các bạn, như 22.000 đồng được tới ba cái lớn nè. Rẻ quá trời, chưa biết ngon hay không, thấy rẻ rồi đó. Rồi, bỏ xuống luôn. Đây chỉ là cái phần bánh bột. Có cái bịch nước mắm nữa, bye bye, em lấy đổ nước mắm lên cả. Đổ một bịch thôi, đổ một bịch nhỏ thôi. Rồi, để chụp cái hình cái đã. Quá trời không. Ngon ha, chưa ăn thấy ngon rồi. Dạ, cà sa bố. Dạ, cà sa bố. Dầu quế. Có phộng. Có tôm không vậy? Như có luôn tôm khô. Có tôm khô, ok. Rồi, để chụp cái hình của cái kia đó rồi mình ăn. Ăn thử cái phần xôi trước đi. Cái nào trước? Xôi trước. Xôi trước đi, mỗi người thử miếng trước. Được rồi. Đây, nước mắm. Mọi người, bé bay em thử cái rồi. Thử luôn đi nè. Thử thử cái này. Thử ha. Rồi sẵn cái xôi ra trước rồi. Đẩy đúng rồi, đẩy lại. Rồi, thử cái xôi coi. Một đô bây giờ là 25.000 ha. Cái này là 22.000. Khoảng độ 90 cent. Đây sao? Cái nếp nó làm thấy nó mềm mềm, nó làm cho cái xôi nó giống như cái gì, cái bánh cho má chạng mình nó ăn kiểu cái na ná cái đó đó. Ok, dẻo và dẻo phải không? Ừ. Dẻo mà ướt cái gì? Đúng rồi, dẻo ướt. Lạp xưởng thấy sao? Lạp xưởng cũng ngon nha, nó không có bị gắt. Ok. Tôm khô, cải xà bâu, đậu phộng. Thấy sao vậy bà? Ngon. Nó có mùi tôm khô rồi. Cải xà bâu mặn không? Cải xà bâu không có mặn. Ừ. Vậy là vừa hả? Bị đang vừa hả? Cái tôm khô nó cũng mềm, nó chứ nó không có bị khô cứng gì hả? Vậy đã vậy? Cái này ăn với mùi bánh bá chạng. Ừ, nó làm giống như bánh bá chạng vậy á. Dẻo. Dẻo. Rồi giờ sắn qua cái bánh ít chừng nữa. Bánh chừng coi có gì ở đây. Đây sắn ra chính giữa. 22.000 đồng mà ba cái, mỗi cái tới cả 7.000 hơn. Ừ. Wow, đây đây đây. Ôi, đậu xanh vô nhiều lắm nè, có gì cũng chổng nữa. Đây có tiêu cũng chổng rồi, có gì ở đây. Mày ăn thử để đi. Ăn thử thử ăn thử coi. Thôi luôn. Thử rồi mọi người miếng nha.
Xôi là không cần nước mắm rồi, bánh nó chừng chắc cần nước mắm quá. Cảm giác đầu tiên thấy dẻo rồi, cái lớp bột. Bột dẻo nha. Cái gì mà ngon. Cái gì cái đậu xanh nó làm. Ăn trước đi. Hẳn ừ. Nó như có củ sắn trong đó nữa. Có củ sắn đó hả? Ừ. Có củ sắn nữa. Nó thơm. Thơm à? Ừ. Củ sắn đúng rồi. Là có mùi mùi tiêu, thơm mùi mùi tiêu. Ta thơm mùi tiêu, có thơm mùi đậu xanh rồi thơm mùi tôm khô nhỏ không? Ruốc hả? Ruốc vậy. Ok. Mà cái đậu nó làm nó cũng mềm lắm. Dạ yeah. Cho xíu nước mắm đi. Có nước mắm sao? Cái nước mắm trong mà. Này của người Hoa, người Quảng. Mắm nó làm nước ngọt kiểu của người Hoa. Ngọt nhẹ, mặn mặn không? Nó hơi... Nó mặn nhẹ lắm thôi, không có kể. Rồi qua luôn cái bánh bột đi. Chắc là ăn bánh bột rồi đấy. Rồi để đó là anh ta ngắn miếng rồi. Rồi. Thử đi, coi cái độ béo như thế nào. Thằng Minh không biết ăn cái này. Cho nó đi. Cái này là phải cỡ anh Tâm. Toàn thấy hai người ăn không? Cái bột nó dẻo nó thơm nha. Thơm lắm à? Thơm nhưng mà như cái mùi có nước dừa ở trong đó vậy. Ờ. Béo đã. Giống kiểu ngày xưa. Giống vậy. Dạ. Béo nhẹ à? Béo nhẹ hả? Quan trọng cái tôm khô diễn tả là không có bị khô đúng không? Đúng rồi, tôm khô không bị khô. Rồi. Tại sao bố cũng không có mặn nha? Ừ. Bây giờ tới mình các bạn. Giờ tới mình ăn. Rồi, ăn thoải mái đi. Bé ba ăn nhiều ăn đi. Ăn đi. Tặng ngồi đi. Ôi, mình ăn thử tất cả ba món các bạn ha. Cái món mình thích đó chính là món bánh nếp chừng. Chính xác. Bánh nếp chừng là ngon nhất trong tất cả ba món các bạn. Đầu tiên là cái vỏ bánh, cái lớp bánh nó rất là dẻo các bạn. Cái hai là cái nhân bên trong rất là thơm. Chủ yếu của nó là đậu xanh. Cái vị nó mặn mặn, ăn rất là dễ ăn và bắt. Nó tạo cảm giác là ghiền ghiền á. Và ăn cái món này không cần phải thêm nước mắm gì cả. Bản thân độ mặn nó rất là vừa phải rồi. Nhưng mà cái vị của tôm khô rất là ít. Đúng rồi. Rất ít. Cảm nhận ít, nhưng mà cái vị mặn mặn của cái đậu xanh, cái nhân rất là ngon các bạn. Cái món này nên thử nha. 22.000 đồng. Bây giờ chúng ta qua cái món xôi. Trong cái món xôi này, cái mình thích đó chính là cái phần lạp xưởng. Đúng như anh Tâm nhận xét là nó không có bị gắt dầu và nó thơm ngon. Tôm khô không có bị khô. Tuy nhiên là cái loại tôm khô này mình lại cảm thấy nó bình thường các bạn. Có cũng được, không có cũng sao. Ý giảm nhất là nó vừa thôi à. Đậu phộng rất thơm, hành ngon. Cái lớp xôi này thì mình thấy là nó có độ dẻo và cái độ khô, chứ không phải là ướt các bạn. Mày các bạn quan sát kỹ. Chứ không phải là dẻo như kiểu nãy anh Tâm nói đó là bánh ba chạng. Thì bánh ba chạng thường là cái hộp nó sẽ dẻo hơn, nó sẽ ướt hơn. Còn cái này nó sẽ khô hơn một xíu đây. Đó. Cái hộp xôi này mình thấy là ăn được thôi, chứ không có gì để gọi là mình làm cho mình nhớ. Nhưng mà giá 22.000 đồng thì với một hộp xôi thế này là bữa trưa chúng ta no đó. No luôn á, đúng rồi. No, no về cái phần nếp các bạn nha. Qua cái phần bánh bột thì nó có một cái độ béo nhẹ. Cái cốt bánh đây nó sẽ vừa các bạn, không có quá gọi là mềm cũng gọi là cứng. Tôm khô cùng một chủng loại có nghĩa là ăn được. Nè, thơm. Riêng về cải xà bấu ở đây thì nó lại thiên về cái vị là nó không hẳn là ngọt mà nó cũng không hẳn là mặn, nó vừa vừa. Nếu mà cái này nó sẽ đậm lên chút xíu, nó mặn mặn ngọt ngọt chút xíu nữa dễ ăn hơn. Trong khi là cái cải xà bấu này nó lạc lạc hả ta? Nó lạc lạc, lạc lạc ngọt ngọt. Nhưng mà nó không thêm mà mặn. Giống như rửa nhiều lần quá, rửa nhiều nước. Đúng rồi, mất hết toàn chất muối của nó. Do đó cái này mình không có đánh giá cao, nhưng mà cái phần bánh bột thì cũng gọi là tạm, các bạn ăn có một cái độ béo. Nước mắm đúng như anh Tâm diễn tả sẽ là ngọt ngọt mặn mặn, khuynh hướng của người Hoa thì nó sẽ ngọt nhẹ các bạn. Như vậy trong ba món nếu chúng ta chọn thì chọn cái bánh nếp chần, mình chọn bánh nếp chần nha. Đó, còn tùy mỗi một người sẽ có một cái vị. Ở một số nơi khác thì họ làm cái bánh bột này sẽ có một cái độ béo béo hơn nhiều. Ở đây mức độ béo mình cảm giác như là 50% thôi. Đúng rồi, chứ không được, giữ không được nhiều. Rồi. Sau này không có cảm thấy được cái vị tôm khô ở trong đây ta. Ăn thấy nó ngon thiệt mà không thấy cái mùi tôm khô nó ít. Nó không có bùng ra. Cái vị củ sắn thì nó nhiều với lại mùi tiêu. Ừ. Mùi rốt
Nhưng mà nó không lên lắm, hiếm lắm, cảm giác rất là khó. Ok, nói chung là 22.000 đồng chúng ta có được một phần ăn trưa gọi là no dành cho người lao động. Nhưng mà để sẽ thiếu protein nha. Cập nhật tới tình hình hiện tại là 12 giờ rưỡi trưa, Sài Gòn vẫn là nắng nhẹ và mát. Tình hình bão Yagi thì chủ yếu tấn công miền Bắc Việt Nam. Dự báo sáng nay nó mưa bão dữ dằn, không có thấy gì đâu. Sài Gòn thấy bình yên. Sài Gòn thực sự bình yên. Sáng công đức nó có mưa lâm râm về họp. Ok.